đi cắm trại gặp trời mưa to. Tụi mình lập ngay cái sông bài. Thank you very much. Cheers. No problem. Thanks. Gà nướng than quá ngon. Mình là mê. Ăn mát mà medium. Ăn chiều. Bây giờ mình ăn lên xíu nữa mình mặc. Ăn lên xíu nữa. Tụi mình đang cắm trại ở phía đằng kia kìa. Đó là cái chỗ tụi mình cắm trại. Thì bên này á, là sáng hôm nay là có một nhóm đêm qua cắm trại ở đây. Một đêm thôi, xong người ta di chuyển. Xin chào các bạn. Mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, YK Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YK Adventure. Thì hôm nay tụi mình đã tổ chức kỳ event thứ hai. Thì đợt này là mình tổ chức là có khoảng hơn chắc là có khoảng 35 người á là tham gia. Thì hôm nay á là có vợ chồng mình tới trước, rồi em của mình, rồi thêm mấy anh em nữa. Nhưng mà chủ yếu á là ngày mai là sẽ tới rất là đông, và một vài người là sẽ tới ngày thứ bảy nữa. Cho nên đợt này mình đi, tụi mình rất là hào hức luôn. Gặp gỡ có một số anh chị em là đã gặp gỡ vào cái lần đầu tiên camping cùng với quay cái đợt 1. Rồi gặp gỡ vài anh em mới nữa. Đó, rất là hào hức. Là hôm nay là long weekend, là được nghỉ từ thứ năm này, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, 4 ngày luôn. Đó, mà hôm nay là thứ tư, mình đi làm về, cho nên mình chạy thẳng lên đây sớm để mà kiếm chỗ cắm trại cho mọi người luôn. Tuần trước á, là mình có đi khảo sát cái khu này thôi. Tại vì cái chỗ mà mình cắm trại ở bên kia là nước nó bị ngập, nó bị bịt đường này, không đi được. Đấy, thì mình thấy về, cho nên là tuần trước mình có đi khảo sát. Thì mình có làm một cái video về cái chuyến đi đấy. Một ngày đẹp trời đi xem địa điểm cắm trại cho mọi người thì cuối cùng đã bị sụp hố, không ngờ tới luôn. Rồi giờ không biết sao mà đi về đây trời mưa này chứ. Ở cái địa điểm này á, là nó có một cái mặt hồ ở phía trước. Cái này á, là giống như kiểu nó là một cái dòng sông nhưng mà kiểu nó bị cạn á, thì nó thành một cái hồ vậy thôi. Lúc nào mưa mà nước nó dâng lên á, thì nước ngoài dòng sông nó bị trôi vào đây. Đó, thì mình không biết chỗ này nó có cá hay không, nhưng mà tại vì nước dâng lên thì mình nghĩ là cá nó cũng sẽ bơi vào trong cái hồ này, xong rồi bình thường nó sẽ ở lại trong này. Đó, thì cái hên xui. Nhưng mà căn bản này, cái chỗ quan trọng á, là cái bãi đất này này. Đó, sau lưng mình á là mình tính cho cả khoảng hơn 30 người cắm trại ở đây là vô tư. Rồi củi kiệt xung quanh ở chỗ này rất là dễ kiếm luôn. Đó, thì mình rất là vui. Thì bây giờ mình tới đây á, là bây giờ cả khoảng 6 giờ rồi. Trời khá tối. Thì bây giờ mình sẽ tranh thủ set up để mà còn đi cắt củi nữa, để chút nữa anh em lên là có củi để đốt để sưởi ấm. Tụi mình mới chuyển sang xài cái lều swag này á, thì tụi mình sẽ phải pack lên trên cái tân này. Đó, tại vì nó rất là bự. Tại vì trong này á là có nêm này, có chăn, có gối, là tụi mình phải cả trong cả cái túi bự này luôn. Rồi để trên tay cái túi này, túi chống nước nhá, cho nên nó rất là tiện. Thì bây giờ khi setup á thì mình sẽ tháo cái strap này ra, xong rồi hạ xuống để mà mình quay mình setup lại cho mọi người xem nhá.
Cái này là mình mua mấy cái sợi strap ở Bắc Ninh để buộc cho nó tiện, nó nhanh mà nó chắc nữa. Cái này là do mình buộc nó ở dưới cái thang nữa, cho nên mình xài 3 sợi dây. Chứ còn không là mình chỉ cần một sợi như thế này thôi là giữ được cái lều rồi, rất là chắc luôn. Đây, đây là cái swag của tụi mình này. Thì các bạn á, nếu mà làm chưa quen á, mà muốn hạ từ trên chân này đi xuống dưới này á, là nên có hai người nhá, đỡ hai bên cho nó khỏe. Đó, lúc này mình vừa tới nơi cái chỗ cắm trại này á, là lúc trời còn sáng, mà mới set up xong cả cái lều cái là bây giờ trời tối hù luôn, trời tối cực kỳ nhanh luôn. Cho nên thường đi cắm trại á, là mình sẽ nhắm là tới trễ là những cái đèn mà đối đầu này, rồi đèn chiếu sáng xung quanh này, là mình sẽ để một cái chỗ mà rất là dễ access. Thì cái đó là một cái tip của mình dành cho các bạn, là đèn đối đầu với là đèn chiếu sáng là rất là quan trọng khi đi cắm trại nhá. Các bạn để dễ access, thì lúc xe gặp bị sự cố gì hay là tới chỗ cắm trại bị tối các bạn lấy ra rất là nhanh luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đắp xong cả cái swag của mình rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Đây là cái đêm này á, là đêm queen size, là cho hai vợ chồng mình ngủ. Đây, một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Và hôm nay á, tụi mình có để lên cả cái giường xếp nữa. Đó, thì đây là cái mình muốn nói này. Sáng dậy là mình đi ra, mình thẳng chân như thế này, mặc giày ở đây. Đó, rồi buổi tối á, mình có thể giấu giày ở dưới này cho nó khỏi bị ướt. Đó, yeah. Rất là thoải mái luôn nha mọi người. Rồi, bây giờ mình tháo giày mình thử nằm cho mọi người xem nha. Đây, đó, như bình thường tháo giày như vậy, xong cái nằm cái. Ôi chào ơi, nó đà mà nó êm. Xong cái đang ngủ dậy, rồi sáng mai dậy, đó, dậy mở lều ra. Xong cái thẳng chân xuống như thế này, lấy giày ở bên dưới. Được một cái là nó không bị cái chân nó phải không khóm ở ngoài như thế này đấy. Rất là khó chịu luôn. Rồi, bây giờ để mình đi tranh thủ đi cắt củi để set up là lửa, để tối nay mọi người tới là mọi người sưởi ấm luôn. Tụi mình vừa tới lúc này thì set up xong rồi này. Rồi bên này có anh Quang, anh đã lên tới nơi và đã set up xong luôn. Đó. Thì đây là cái swag của mình. Mình đã trăng bạt rồi này. Đó. Cho nên là tối nay có mưa là không sợ nhá. Còn bên này là swag của anh Quang. Rồi bây giờ đang đợi mọi người tới nữa là đốt lửa. Ăn uống no say à. Bây giờ tới tiết mục văn nghệ khi đi cắm trại. Kế bên cái lò lửa. Đi cắm trại là chỉ cần như thế này thôi. Xin chào mọi người. Thì sáng nay là tụi mình mới thức dậy này. Hôm qua mới tới setup á, thì trời nó cũng có mưa chút xíu. Nhưng mà sáng nay dậy là trời nắng đẹp lắm. Đây, thì bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem sơ. Thì khu setup của tụi mình là hôm qua chỉ có 3 nhà thôi, mình với em mình nè, rồi ở trên kia có anh Quang nữa. Hôm nay á, là mọi người sẽ tới nhiều hơn này. Chuyến đi này dự kiến chắc cỡ khoảng là hơn 30 người, 30 tới 35 tuy, tại vì có những gia đình bận đi làm á,
thì sẽ không đi được. Cho nên mình chưa biết cái số chính xác. Đấy, đây là lều của mấy em mình, để ở đây. Em mình đợt này thì ở lều, còn mình đợt này thì ở thử Square. Đó, đây là setup của tụi mình. Rồi còn cái chỗ mái này á, là mình lắp lên để cho mọi người vào đây ăn nhậu nếu mà bị trời mưa. Đó, còn bên kia là setup của anh Quang. Đấy, thời tiết hôm nay là quá đẹp luôn. Sáng sớm em mình dậy chuẩn bị cho đồ ăn sáng này. Có hoành thành ngon chưa? Đó, này là hoành thành ba lính nha. Có mì luôn này. Đỉnh cao. Xin chân thành cảm ơn. Quang cảnh đợt này tụi mình đi cắm trại này. Trước mặt có một cái hồ. Này mình gọi là cái hồ chứ không phải là cái sóng nhá. Tại chỗ này lúc mưa là lớn á, nước dâng lên là nó ngập ở cái chỗ này. Đấy. Thời tiết hôm nay quá đẹp luôn. Đi cắm trại chuyến này là quá hợp lý. Chút nữa mấy anh chị em khác lên nữa là vui nữa. Chili. Đây cho mọi người xem tô hoành thành, mì hoành thành của em mình làm. Đó. Buổi sáng ăn thế này là quá chất lượng luôn. Thì mình ăn thử xem nha. Thơm ngon quá. Quá đỉnh. Xin mời cả nhà nha. Tới mình ăn sáng đây. Đây, setup của anh Mark đây. Vừa mới tới. Đó, hôm nay anh Mark kéo cái gì đi hợp lý với anh? Cái này thường thường mình chở củi, cái này nói gì thôi. Dạ. Làm gia đình đi. Nhưng mà bữa nay hai vợ chồng có thời gian. Dạ, bận quá. Bận quá xong cái vô tình kéo này với lại có con chó đó. Dạ, đúng rồi. Cho chồi cho nó. Dạ. Dạ. Nó khỏe mới gọi sắp xếp ha. Hello chị. Thường thường mình set up lâu lắm. Dạ đúng rồi. Đồ lên xe lâu lắm. Dạ. Mình không có thời gian làm gì cả nhà. Dạ đúng rồi. Mà may là mình có con có cái lều ở trên xe là nó đỡ đồ thôi đó. Nào mà đi xa á. Dạ. Thì mới tính là vậy thôi. Dạ. Xe, vậy thôi. Dạ. Ok anh. Dạ. Yeah. Ok, rồi. Bây giờ anh cứ set up xong chụt quán qua chơi với bọn em. Rồi, chúng ta nhậu với con cá đi. Yeah. Bây giờ mọi người tới gần đùi này. Đó. Thâu nghe cái bài này luôn. Đây. Đây bên này cũng là anh em của team mình mới tới mới set up luôn. Đó, hai xe ở bên này. Bạn mình đầu kia đang đi tới này kìa. Hôm nay là tới đông lắm á. Đợt này đi là có 3 xe, có rooftop tent.
rất là tiện, set up rất là nhanh. Cả bên này là size lều và size squat. Đây, tụi mình đi cắm trại đóng á, thì có nhiều gia đình, nhiều như mình sẽ mang theo chó, mà đặc biệt là những cái con chó bự như thế này này, thì phải xích lại để giới thiệu là khi mà tụi nó quen nhau rồi á là không sao cả. Đây, thấy chưa, hai con này là được giới thiệu từ trước rồi nhưng mà vẫn nghịch. Chứ còn nếu mà không xích lại như thế này mà lỡ nó chưa quen á là sẽ cắn nhau đó. Thì cái này cũng là một cái tip cho mọi người. Đấy, bây giờ là hơi quen quen rồi, là thả dây ra rồi. Đấy, cứ khoảng 50 phút giới thiệu như thế này là ok. You remember going in the river, now you learn, huh? Đấy, như vậy là quen nhau rồi đấy. Mình có hai cái thùng gì đây anh Mark? Tiếng thì lại Linh copy mình làm. Dạ. Hai thùng bia quá đẹp ha. Nó đốt củi thôi. Dạ. Được cái này. Dạ. Ông ơi, ở trên này thì có miệng cũng giống như của Linh giống. Dạ. Đấy. Cái này. Dạ. Cái này là mình làm thêm. Đó. Bỏ cái này lên. Dạ. Thì nó bít lại mấy cái chỗ này. Dạ. Đấy. Thì cắt cái này mình cắt lũng luôn hai. Hai bên. Hai bên luôn. Dạ. Như lít với trên miệng luôn. Dạ. Mình để cái này chồng lên. Rồi. Để chồng lên đó khi mình đốt củi á. Dạ. Cao lên trên này luôn. Dạ. Xong rồi á. Chừng nào mình lấy thang như thế này thôi á. Dạ. Ở Việt Nam mình có chuột nước luôn á. Dạ. Có con thì mình nước mình téo đây. Dạ. Rồi đẩy cái này lại. Còn không mà tối lại mình sẽ dùng cái con này giống vậy á. Muốn kéo cái lò xác trên trong đó. Có cái chim bi. Dạ. Bữa nào mà gió quá mình đông người á. Đông người á thì mình ngồi xung quanh á nó khỏi bị khói. Dạ. Cái này mình mới làm tạm thời thôi, chừng nào mà được xong á. Dạ. Rồi mình mới mấy hàng luôn. Dạ. Còn này mình bắt ốc này. Rồi, thêm cái ống khói nữa. Ống khói, dùng mà đông người á. Dạ. Nếu mà đông người mình ngồi xung quanh vậy á, thì mình có bị khói. Mình bỏ củi đầy ở trong. Dạ, quá hợp lý. Rồi hai cái này làm sao mình lóc lại với nhau được ấy? Hai cái này á. Thì trên về cái dưới. Vậy thôi, mai mốt mình làm cái kim lấy lại, nó cũng ba lần lắm. Dạ, dạ, dạ. Là giờ mình chỉ cần một cái để secure hai cái lại với nhau nữa là ok. Dạ. Dạ. Quá hợp lý luôn. Mình mới bắt ốc mình tạm thời. Yeah. Mình cũng bắt tạm thời thôi. Dạ. Yeah. Mình làm cái clamp từ đây xuống đây nè. Làm cái clamp giống như cái lêu á anh. Dạ. Cái ấy thôi xoay ra có cái móc. Dạ đúng rồi. Dạ dạ dạ. Mà cái này á là mai mốt mình phải mua thêm một cái trom nữa. Dạ. Yeah. Rồi mình cắt ra. Dạ. Yeah. Mình cắt ra mình bỏ. Như cắt giống y vậy mà size nó lớn luôn. Không? Giống y cái cửa vậy mà size nó lớn hơn. Dạ. Yeah. Làm vô mình hàng vô thì nó bít luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Yep. Nước chuột nó mới chất lượng. Nước tẩy á. Cái này á là phải stainless steel, mình có hàng sắt á, làm được. Hàng cái miếng như này, làm cái handle và có cái giống như mấy cái oven này. Yeah. Nhà em có làm ơi. Rồi em mới bảo mấy con cỏ nó vừa đó. Cái trăm ở trên á, cái cục ở trên này á, mình sẽ cắt ra. Dạ. Cắt lớn vậy nè. Cắt lớn vậy, còn cái mà mình mua thêm một cái trăm nữa mình cũng làm cái cửa. Dạ. Nó bự hơn. Dạ. Mình đóng lại nó kín luôn. Thì ở trong đó mình có thể bỏ mấy cái gì. Dạ. Làm hun khói, hun khói. Fire pizza oven. Dạ. Hun khói đó. Dạ. Dạ. Thì cái vòng tròn, cái vòng tròn ở giữa lúc này anh làm là đi đặt người ta làm hay sao ấy? Không, cái đó mình cắt từ cái gì? Biết cái glass oven không? Dạ không. Cái lò nướng. À cái lò nướng bằng, lò nướng bằng kiến bằng biển á. À. Là nó vừa sai à? Nó có cái loại á, dạ. Nó có cái tension. Dạ. Steel mỏng đó đó. Ôi dạ. Để nó làm cho cái lò ở trên nó xuống á. Dạ dạ. Nó cao lên. Dạ. Để mà đỡ chạy thịt hay gì đó. Ôi vậy, quá hợp lý luôn. Ok, cảm ơn anh. Là tối nay là bữa là
thêm con mắt thôi. Tối nay có thể là cũng là cái con mắt nữa. Đúng rồi. Quá bình. Mà mình làm vậy á, mình bỏ củi vô nhiều á, cháy lâu nữa. Dạ đúng rồi. Cháy lâu hơn là mình để thời. Còn mà mình muốn mà chơi mà có lửa luôn á thì mình lấy đất ra cát. Dạ đúng rồi. Dạ. Ok, thank you anh. Quen em chà. Nói à, chà. Một cái phách nhỏ đây, em đi mở luôn á. Secret. Bikip, bikip. Bikip. Giờ đã kiếm được bikip. Chuyển những cái mặt là thấy ghiên ghiên rồi. Không, cái này mặt này là hơi tiếc tiếc rồi đó. Cái công nghệ này đi xa quá. Mình treo cái gì ở đây là thành giống như heo quay vậy đó. Heo nướng luôn. Mình bắt bò mình nướng luôn. Mình treo nó lên. Cái này là nướng bò. Yeah. Tối nay phải test. Anh Mark đi chuyến này có thêm cả cái swag cho chó nữa hả? Đúng rồi, quá hợp lý luôn. Lại này nhìn cái vải nó cũng dai quá anh hả? Dài. Dạ. Mà cái frame này nhìn nó chắc chắn ghê. Setup nó cũng nhánh hay. Tại mình chưa quen á. Dạ. Trong này là chỗ là bao rộng lắm hả? Dạ. Trời, có cửa sổ hai bên luôn. Làm như người anh thiếu gì. Là có đóng xuống dưới đất luôn, chắc chắn luôn. Đây, ai mà có đi cầm trai mà muốn mang chó đi là có cái này là hợp lý hả? Đúng rồi. Dạ. Ấm cúng luôn. Yeah. Lần đầu cho đi bùi. Dạy nó làm dày mà. Dạ. Yeah. Dày so với nhiều lèo nó rất là dày. Trần phiêu. Yeah, cái này là chất lượng luôn á. Cái này là mình mua bao nhiêu hả anh? À, giá của nó là hình như là 200 nhưng mà nó đang special á. Dạ. Còn 150. Ồ, quá tốt luôn ha. Thử không? Ở trước đó nó có cái quán ngắn đầy để làm gì nữa ấy? Chợ ổn định. Ơi. Chợ cái ổn định hả? Yeah. Trời ơi. Đây là nó có cái bay ở trong là. Dạ. Dạ trong được luôn. Dạ. Yeah. Thêm cái nệm thôi. Dạ, anh có cái nệm luôn không? Có. Đỉnh. Nhưng mà mình order cái nệm dài hơn. Ồ dạ. Nên mình chạy vô khai mạc. À, quất cái này dạ. Dạ, cái này là vẫn êm rồi. Dạ. Cho vào. Mà cái vải bố này tụi nó thích này. Cái này nó mình muốn là mình đi cắm trại mình muốn là mua từ rút. Đúng rồi. Nó là tiền. Dạ cái này mình phải giặt cực. Sối ở. Dạ đúng rồi. Yep. Cái này thì nó rất là rẻ, mình cho nó xài tạm. Tạm, đúng rồi, dạ. Không, em thích cái này á, hợp lý á. Đấy. Nhất là những ai mà ở trên rooftop tent như anh chị có cái này ở dưới là quá hợp lý luôn. Tối kéo vô trong này cho nó ngủ. Yeah. Quá hay. Vui. Đấy, đi cắm trại mỗi lần là học hỏi nhiều thứ. Đây. Company lấy 20% đấy. Dạ. Yeah. Cái túi của nó rất là nhỏ gọn hả? Dạ. Dạ. Ok. Đây xin giới thiệu với mọi người. Đây là cái bữa ăn chiều của tụi mình. Là có bún thang này.
Đây, quay lại cho mọi người xem. 4 tháng vợ mình đã làm sẵn ở nhà, chỉ đem lên đây luộc lại bún thôi. Rồi đây là cái nồi nước dùng. Đó, giờ chuẩn bị mục nước vào đây là sẵn sàng. Rồi bây giờ vợ mình sẽ mục nước này, nước dùng này. Đi cắm trại là chỉ có thư giãn với là ăn uống như thế này là tuyệt vời rồi. Đấy. Qua trời qua đất luôn. Chuẩn bị nhìn là phức tạp một tí nhưng mà đi ăn là ngon, là cũng thích. Cái tô bún thang vợ mình mới nấu xong này, nhìn là rất là hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ để mình ăn thử nhá. Quá chất lượng luôn á. Quá ngon. Để thử miếng nước. Ngọt lim luôn. Thì bún thang này á, ăn là kiểu nó thanh cảnh á, nó rất là ngon. Rồi mình xin mời mọi người nhá. Đây là bữa ăn chiều của tụi mình. Xin mời cả nhà.